Năm 2023, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ với phương châm lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm, đã giúp Bộ Công Thương đạt thứ hạng cao trong việc cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Tại hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết năm 2023 là một năm nhiều khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế của đất nước, đặc biệt là đối với ngành công thương. Trong bối cảnh khó khăn đó, ngành công thương nói chung, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số nói riêng đã đạt được những kết quả nỗ lực rất lớn và đáng ghi nhận, giúp thương mại điện tử Việt Nam tăng trưởng 25%, thuộc top đầu thế giới. Cục đã triển khai nhiều hoạt động nhằm phát triển thương mại điện tử như xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quản lý thực thi thương mại điện tử, tổ chức sự kiện quảng bá, thúc đẩy thương mại điện tử phát triển, đào tạo tập huấn, hợp tác quốc tế về thương mại điện tử. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho biết sẽ tập trung phát triển thương mại điện tử theo các mục tiêu, bao gồm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tăng cường liên kết vùng, phát triển xanh và bền vững, thu hẹp khoảng cách giữa các địa phương và vùng miền thông qua các nền tảng số. Đồng thời, Cục sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực của Bộ, xây dựng chính phủ số theo đúng phương châm 4 không, 4 có, đổi mới căn bản phương thức quản lý, điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp, xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối liên thông một cách hiệu quả.